Xin chào cả nhà Đầu năm mới thì hài hước một tí nhìn mặt cho nó xinh <laughs> à, Đầu tiên thì Chan xin gửi lời tới cô chú, anh chị, các bạn và các em Vẫn luôn theo dõi và ủng hộ kênh chuyện của Chan Một năm quý mão thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc Và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống Cũng như là trong công việc và trong học tập à, Và Chan cũng xin cảm ơn các bạn từ sáng giờ đã để lại bình luận để chúc mừng năm mới Chan Uhm, chân cũng hy vọng là năm nay thì sức khỏe của mình sẽ có nhiều cải thiện tốt hơn Để có thể chăm chỉ ra chuyện đều hơn và hay hơn Mọi người nhìn thấy không? Con kia kìa, đây, 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 đây Méo, méo Đây cô đây à, đâu nhỉ à, rồi chan cũng hy vọng là năm nay thì sức khỏe của chan sẽ có nhiều cải thiện tốt hơn để có thể ra à, chuyện đều đặn hơn và hay hơn à, như là một món quà tinh thần để à, cho cô chú anh chị em có được những tiếng cười sảng khoái và giải tỏa được những áp lực sau một ngày làm việc mệt mỏi một lần nữa thì chan xin được cảm ơn cô chú anh chị và các em đã luôn đồng hành cùng chan suốt 2 năm qua à, từng bình luận của mọi người dù là khen hay chê hay là góp ý chân thành thì chan luôn tiếp nhận và điều chỉnh để cho hợp lý hơn còn đối với những cái comment mà ác ý và xấu tính thì chan cũng không ngại đốc chat lại chăn tự nhận mình là người hiền nhưng mà khá là cục tính nên là nếu mà thỉnh thoảng ở trên video mà mọi người có thấy chăn bắt đầu lầm bầm khi ở đầu chuyện ấy thì mọi người cũng đừng quá bận tâm nhá à, và ngay sau đây thì mọi người hãy cùng với chăn theo dõi tiếp hành trình đi tìm việc làm của cố phi âm để xem xem là có những điều thú vị gì và cái sự cảm thán làm người khó thật của cô ấy liệu là có nâng lên một tầm cao mới nữa hay không nhá Đừng quên ủng hộ chan bằng cách bấm vào nút thích video, chia sẻ đến cho bạn bè để biết thêm về kênh chuyện của chan, cũng như là đăng ký kênh để đón nghe chuyện hay mỗi ngày. Chan hứa, chan thề là sẽ cố gắng phát triển đều trong năm 2023 này nha. Còn bây giờ thì chúc cả nhà nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe tập 3 bộ truyện Ta không phải là đại sư bắt quỷ của tác giả Duy Khách qua sự diễn đọc của Trân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 14 Đào lập trí từ nhỏ tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, tài năng hơn người. Nó dùng đầu óc thông minh của mình, đem những sự việc gần đây nhất, suy nghĩ thật cẩn thận trước sau vài lần. Hiển nhiên có thể đoán ra, lần này không phải là do tổ tiên đã phù hộ, giúp cậu ta ngăn chặn tai họa mà ngược lại là do miếng ngọc này có điều kỳ lạ Không biết vì sao con quỷ ở trong đó lại chỉ muốn ăn cậu ta Mà nữ quỷ tóc dài hiển nhiên cũng không muốn hại cậu ta như cậu ta đã nghĩ Mà ngược lại là đã cứu cậu ta Cậu ta nhớ mang máng bóng đen từ trong miếng ngọc này chạy ra ngoài Đã nói cô gái tóc đen dài Đã năm lần bảy lượt phá hư chuyện tốt của nó Nó muốn giết chết hết tất cả bọn họ cho hạ giận Cô gái tóc dài có thể phá hư chuyện tốt của hắn ta Chỉ có thể là liên quan tới mình cũng may bóng đen kia cuối cùng cũng không thành công không thể thắng được miệng của cô gái tóc dài bị cô ấy nuốt tươi luôn vì vậy nếu không phải là tóc đen dài đã cứu cậu ta vậy rất có thể hồn của cậu ta đã sớm về tây thiên rồi đào lập chí ý thức được điều này cuối cùng cũng biết vì sao mỗi lần cô gái tóc dài xuất hiện cậu ta đều không chết ngược lại còn tung tăng nhảy nhót bởi vì cô căn bản là không muốn làm tổn thương đến cậu ta còn chị gái nhảy nhảy và bà lão ở cùng với cô gái tóc dài được cậu ta lựa chọn bỏ qua Nhìn miếng ngọc đá bị vỡ Đào lập trí che quay hàm Không chỉ cảm thấy sợ hãi Con cảm thấy răng mình rất đau Lại nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của cha mẹ mình Khi được tổ tiên phù hộ Nhịn không được thở phì phò nói Hai người đừng nói nữa Con quỷ đã hại con chính là từ trong ngọc này chạy ra Nếu không có uh, uh, Cao nhân giúp đỡ Thì bây giờ con đã tự mình đi gặp tổ tiên nói lời cảm ơn rồi Mẹ đào ngẩn ngơ Con trai con lại nói bậy gì đấy Đào lập trí nói Nói bậy cái gì? Con chính là tận mắt nhìn thấy, chính là miếng ngọc này đã hại con. Đêm qua, con đột nhiên phát bệnh, cảm giác cơ thể giống như là bị một vật gì đó lạnh như băng siết lại, siết tới mức con không thể thở được. Lúc đó, con cho rằng mình chết chắc rồi, thần vất vả mới đợi được đến khi bác sĩ đến cứu. Nào ngờ, đến bác sĩ cũng không dùng được, vừa mới đi vào được vài giây thì toàn bộ đã đều ngất xỉu trên mặt đất. Con còn nghĩ mình lần này thật sự không cứu được nữa, cũng không thể gặp mặt bà mẹ lần cuối. Nói đến đây, đào lập trí cũng muốn khóc luôn rồi. Mẹ đào cũng bắt đầu lau nước mắt, trực tiếp nói con trai bà mối đã cực khổ rồi. Ngày lúc con tuyệt vọng hết sức, thì cao nhân đột nhiên xuất hiện. Không chỉ cứu con, còn đem con quỷ đã hại con. À, cậu ta suy nghĩ, một từ gần nghĩa, bắt đi rồi. Cho nên chuyện này thật sự cùng với tổ tiên không có quan hệ. Ba đào nhớ mày nói, con nói là thật, không phải là nằm mơ chứ. Ngọc đó là ông nội con cho, sao có thể có... Ờ có quỷ gì đó được đào lập chí nghiêm túc nhớ lại một chút nụ cười khủng bố của tóc đen dài còn in đậm trong đầu cậu cậu không thể quên được càng không thể nhìn lầm đương nhiên là sự thật con quỷ kia chính là từ trong miếng ngọc này chạy ra ngoài còn nói um, cái gì mà tất cả chúng ta đều phải chết hết đi hắn ta nhất định là không có ý tốt người mà mấy lần trước đã hại con nhất định cũng là hắn ta vẻ mặt của ba đào mẹ đào vẫn có chút hoài nghi không dám tin tưởng mặc dù đây là dây chuyền ông nội cho con nhưng rất khó đảm bảo con quỷ kia sẽ không chạy vào trong hai mắt con nhìn thấy con quỷ kia xác thực là từ trong ngọc này đi ra nếu không phải là cao nhân ấy xuất hiện con thật sự đã chết rồi ba mẹ con nói đều là sự thật không tin hai người cứ đi hỏi những bác sĩ y tá đó một chút xem bọn họ có phải là vừa mới tiến vào thì toàn bộ đều hôn mê ngất xỉu một người ngất thì con có thể nói rõ nhưng mà tất cả mọi người đều ngất xỉu hai người không cảm thấy kỳ quái hay sao hình như nó cũng đúng hoài nghi của ba mẹ đào đối với con trai ngốc nhà mình cuối cùng cũng giảm đi không ít đương nhiên cũng không quên đi tới chỗ các y tá bác sĩ chứng thực một chút khỏi phải nói lần này vừa hỏi ra một chút nội dung lại có thể nói giống y như đúc lời của con trai ngốc nhà mình lúc ấy tình huống của đào lập trí rất khẩn cấp sau khi bác sĩ nhận được tin lập tức chạy qua đó ngay nhưng bọn họ còn chưa kịp làm gì chỉ cảm thấy cả người phát lạnh sau đó liền mất đi ý thức đến khi tỉnh lại thì phát hiện chính mình lại nằm trên mặt đất còn đào lập trí mặc dù hôn mê nhưng tình huống đã ổn định lại rồi tất cả những điều này quá mức ly kỳ lúc ấy bọn họ đều sợ ngây người trực giác cho thấy chuyện này rất kỳ lạ lại cũng không nói được nguyên do nhưng thực sự nói rằng họ đã gặp quỷ chỉ là nghĩ tới liền nhịn không được mà dùng mình một cái hiện giờ cha mẹ đào ra hỏi xong bọn họ tự nhiên nói không rõ nhưng cũng xác thực thừa nhận chuyện bọn họ vừa vào phòng bệnh đã ngất xỉu. Đến nỗi bệnh tình của đào lập trí làm sao lại ổn định lại, bọn họ xác thực không biết. Bởi vì bọn họ còn chưa kịp làm gì thì đã ngất xỉu. Đến khi tỉnh lại thì bọn họ đã không cần làm gì nữa. Sau khi ba đào nghe xong thì đam chiêu nói. Nói như vậy thì thật sự có người đã tới phòng bệnh, có người cứu tiểu trí. Camera đâu? Tôi muốn xem camera. Bệnh viện đều sẽ có camera theo dõi. Chuyện của đào lập trí là đặc biệt, nếu thật sự giống như tiểu trí đã nói có người cứu nó vậy khẳng định sẽ được quay lại chỉ cần nhìn vào camera nhìn xem rốt cuộc là ai thì mọi thứ đều rõ ràng ai ngờ bác sĩ lại lắc đầu việc camera theo dõi bọn họ sau khi tỉnh lại đương nhiên cũng đi qua đó điều tra còn hoài nghi có phải có người trước tiên bỏ thuốc mê đem bọn họ đánh hôn mê hết đáng tiếc camera cái gì cũng không quay được cũng không biết là hỏng hay là như thế nào một màu đen thui cái gì cũng không nhìn thấy bà đào nghe xong thì có chút thất vọng nếu thật sự có cao nhân tới cứu đào lập trí ông đương nhiên muốn tự mình nói lời cảm ơn với người ta cũng muốn làm rõ rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra tuy rằng nói quỷ đã bị bắt nhưng cũng muốn biết là người phương nào muốn hại con của ông vì cái gì lại muốn hại nó lại nói con quỷ kia vì cái gì ở trong dây chuyền đồ vật của lão gia tử cho như thế nào lại đi hại người chuyện đào lập trí bị bệnh kỳ lạ bọn họ không nói cho mấy người Lão gia tử tuổi tác đã lớn Không chịu được kích thích Bọn họ tự nhiên cũng không dám nói tin tức này Cho nhà cũ bên kia Hiện giờ lão gia tử còn không biết chuyện đào lập trí sinh bệnh Nếu thật sự là miếng ngọc xảy ra vấn đề Ông cần phải trở về điều tra mới được Đào lập trí đang ăn cơm Canh gà nhân sâm uống một chén Lại thêm một chén Cậu bệnh nặng một trận Vừa lúc bồi bổ Vừa nghe cha cậu ta trở về nói camera đã bị hỏng Cậu ta cũng sừng sốt Hỏng trùng hợp như vậy sao không cần nghĩ nhất định là con quỷ xấu xí kia làm ra chắc là muốn đem cậu ta ăn sạch đến thần không biết quỷ không hay là chết không có đối chứng đương nhiên con quỷ kia khẳng định không nghĩ tới cuối cùng chính mình lại bị người ta ăn mất cái này gọi là gì cái này chính là tự làm vậy không thể sống được đáng đời chỉ là camera hỏng rồi đương nhiên cũng không nhìn thấy cô gái tóc dài khiến cho đào lập trí có chút tiếc nuối chẳng qua mỗi lần cô gái tóc dài tới đều lặng lẽ đến rồi lại lặng lẽ đi, nếu không phải cậu không hoàn toàn bị hôn mê, khẳng định cũng sẽ không biết được. Chỉ nghĩ chính mình là bị bệnh một trận, ở bệnh viện mấy ngày thì khỏi, nào có thể nghĩ đến tính mạng của mình đã từng ngàn cân treo sợi tóc, nếu như không có cô, khẳng định là cậu ta đã chết rồi. Coi như cô gái tóc dài là quỷ, vậy thì cô cũng là một con quỷ tốt bụng. Đây là thần tiên tốt cỡ nào chứ, lại yên lặng vì cậu mà làm nhiều việc như vậy. Ba đào thấy Đào Lập Chí ngơ ngác, cũng không biết nghĩ tới nơi nào rồi liền hỏi cậu ta còn nhớ tướng mạo của người đó hay không nếu nhớ rõ vậy thì là tốt nhất vẽ một bức chân dung rồi tìm người cũng dễ dàng hơn đến lúc đó nhà bọn họ nhận định sẽ lòng trọng cảm ơn người ta mẹ đào cũng nói nếu như đã cứu con trai của bà vậy thì phải cảm ơn bọn họ cho tốt đào lập chí nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy quên đi thì hơn cô gái tóc dài nếu không muốn lộ diện vậy khẳng định có suy nghĩ của cô ấy Cậu ta tùy tiện vẽ một bức chân dung làm bại lộ cô ấy Vậy không phải đi ngược lại ý nguyện của cô ấy hay sao? Cậu ta không làm chuyện đáng ghét như vậy Lại nói cậu ta thật sự muốn đi tìm cô gái tóc dài Có thể tới cao ốc bỏ hoang nhìn xem Không chừng lại có thể gặp được Dù sao cậu ta nhất định sẽ đi tìm cô ấy Cậu vất vất tay Ấy không cần đâu Cô ấy đã cứu con nhưng một chữ cũng không nói Đây chính là nói người quang minh chính đại Căn bản là không coi trọng tiền bạc Đấy mới là cao nhân chân chính Không giống như mấy kết đạo sĩ giả kia quá mức thô tục. Nói đến điều này, cậu ta liền tức giận. Cậu ta đã dán lá mùa khắp căn phòng, hơn nữa còn tốn hơn 10 vạn mời đạo sĩ về. Đánh giám cũng không có, tới lúc mấu chốt liền biến thành đồ trang trí, chọc cho cậu ta tức đến muốn phát bệnh tim luôn. ba Mà báo cảnh sát, nói mấy tên đạo sĩ thối phong kiến mê tín kia gạt người, gạt tiền con, đem bọn họ đều bắt lại. Thật sự rất quá đáng. Cố phi âm ngủ mà trong lòng tràn đầy sự lạnh lẽo. Trong mơ, cô bị đòi nợ, Đáng sợ là mấy triệu người trực tiếp đè lên cô Ngày hôm sau trời còn chưa sáng Đã bị dọa cho tỉnh Sau khi tỉnh lại thì không ngủ được nữa Cô bọc chân, tay chân đều lạnh Khỏi nói khó chịu như thế nào Đều nói từ nghèo thành giàu thì dễ Từ giàu về nghèo thì khó Lời này thật sự không phải là giả Quen với cuộc sống tốt đẹp trong quan tài Nhìn lại nơi này thật sự có chút không tiếp thu được Nếu như phòng này cũng có thể chắn gió chắn mưa thì tốt rồi kỳ thực lúc mới chuyển đến đây cô còn nghĩ đến có một cái giường có thể giữ ấm một chút nơi này tứ phía lọt gió còn không bằng trực tiếp ngủ ở góc giữ tường cho ấm có giường hay không có giường thật sự không có gì khác biệt nhưng bây giờ cô đột nhiên có một ý tưởng tốt nếu như nơi này cũng có một cái quan tài thì tốt rồi ít nhất không sợ gió thổi mưa rột nữa quan tài quả thực chính là một thiên đường tất nhiên là cô không có tiền mua quan tài rồi Cô quấn một chiếc áo bông đi tìm cô gái hàng xóm và bà lão. Cô gái hàng xóm khó có khi không nhảy nhảy mà là đứng ở bên cửa sổ bộ dạng yêu sầu. Cố phi âm đi qua đó. Cô gái hàng xóm bỗng nhiên quay đầu lại, thật khiếu chảy máu. Ngơ ngác nhìn chằm chằm cô, cũng không nói lời nào. Cố phi âm cũng nhìn chằm chằm cô ấy, do dự nói. Xin hỏi có thể đem quan tài của cô cho tôi mượn được không? Cô gái hàng xóm nhìn cố phi âm không nói. Ây, Cô cũng biết thứ này mượn không được mà Chương 15 Đây là lần đầu tiên cô phi âm thấy cô gái hàng xóm kích động tới vậy Nhảy một phát cao ba thước Đụng thủng hai cái trần nhà Đầu bị đụng ra một cái lỗ lớn Máu chảy ròng ròng Cô sững sờ nhìn Có cần kích động như vậy sao Cô biết thứ này không dễ mượn Cũng không nghĩ là cô gái hàng xóm lại phản ứng kịch liệt như vậy Đụng thủng ra hai cái lỗ to Không cho mượn thì nói là được Cô rất hiểu lý lẽ Sẽ không đi cướp cũng không cần như vậy chứ không mượn không mượn nữa cô đừng kích động chỗ cô ở vốn hở bốn phương tám hướng rồi nếu trần nhà cũng bị hở nữa thật sự không có cách nào vượt qua những ngày tháng sau này thần vất vả mới chấn an được cô gái hàng xóm kích động cố phi âm thở phào nhẹ nhõm nhưng ý nghĩ muốn một cái quan tài tiêu tan hết cho dù nghĩ thế nào quan tài này cũng là vũ khí phòng ngự lợi hại không mượn đường cô gái hàng xóm cô chỉ có thể đi tìm bà lão thế nhưng cô vừa có ý nghĩ này tiếng quét rác xoẹt 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 truyền đến bên tai âm thanh vừa vội vừa nhanh nghe rất kích động không hề kém cô gái hàng xóm xem ra mượn đồ người này cũng không tiện rồi quên đi chỉ có thể nghĩ cách khác nếu không mua nổi không mượn được cô cũng chỉ có thể tự làm làm quan tài cũng đơn giản trong núi có nhiều cây cối chặt mấy cây to cắt tùy tiện thành từng khối đóng thêm mấy cái đinh là được cũng không có độ khó về kỹ thuật hơn nữa tự mình làm còn có thể làm rộng rãi một chút Nhẹt vào một chút gì đó như sợi bông, vừa mềm vừa ấm áp, chỉ vừa nghĩ tới cô đã đắc ý, không kiềm chế nổi. Càng nghĩ càng thấy có khả năng, cô phi âm nhanh chóng tìm cô gái hàng xóm và bà lão, hẹn bọn họ cùng nhau lên núi buổi tối chặt cây làm quan tài. Ban ngày còn phải đi làm, cô không thể đi được. Đúng rồi, buổi tối mọi người có bạn gì không? Hai con mà im lặng nhìn chăm chăm cô như nhìn thứ gì kỳ lạ lắm. Không bận việc gì là tốt rồi. Cố phi âm nhách khóe miệng, đúng lúc trước đó nếu như mọi người chưa tiêu hóa xong vừa vặn đi ra ngoài tiêu hóa một chút chờ tôi tan làm về sẽ nhanh chóng tìm hai người nếu tôi về đến đúng giờ chúng ta trực tiếp vào trong núi cô gái hàng xóm và bà lão quét rác im lặng ngược lại việc này cứ quyết định như thế đi cố phi âm đi xuống nhà vệ sinh dưới tầng rửa mặt trên đường đến chỗ làm đi qua một cửa hàng bánh bao mua hai cái vị thịt bò cầm trong tay vừa đi vừa ăn bánh bao nhà này ăn rất ngon vỏ mỏng nhất nhiều, vỏ còn nhai rất dai. Cắn một miếng, mùi thơm bay bên ngoài, có cả nước sốt sền sệt tràn ra. Cô cảm thấy mình có thể một lúc ăn tận 10 cái, nhưng bánh bao này rất đắt. Một cái bánh bao thịt một khối rưỡi, ăn hai cái đã rất tốt, miễn cưỡng no 7 tám phần. Gần đây thành tích ở nhà ma nhanh chóng tăng lên Rõ ràng nhất là số người nhấc ván quan tài của cô lên càng ngày càng nhiều Vừa nhấc lên liền gào âm mỹ Có người thậm chí còn khóc toáng lên Ban đầu cô rất thất thầm Khanh phản ứng kịch liệt như vậy Có phải là do cô chưa làm tốt Nhưng lãnh đạo nói cô làm rất tốt Tiếp tục duy trì Lại nói nơi này vốn là nhà ma Gào khóc là phản ứng bình thường Nếu như cười ha hả mới là không bình thường đấy Cô lập tức hiểu Làm cho mọi người ở đây gào khóc càng lớn tiếng Mới là tiêu chí rõ rệt của thành tích Nhân viên khác có muốn vượt qua cô Thì có chút khó cố phi âm rất kiêu ngạo Làm nhân viên giỏi cô phải là một tấm gương tốt Nữ quỷ áo đỏ thận không muốn nhìn, từ khi cô gái tóc đen dài thẳng này vào nhà ma, sống tốt khỏi phải nói, quả là như cá gặp nước. Hơn nữa, cô cũng coi như hiểu tại sao, nhìn Cố Phi Âm đã đáng sợ như vậy, sau khi vào nhà ma thì càng dọa người, đặc biệt là sau tối hôm qua, cô càng có thể cảm nhận được thay đổi của Cố Phi Âm. Tất cả những điều này chỉ bởi vì cô đã ăn con quỷ kia. Con quỷ bị ăn thậm chí ngay cả họ tên cũng không có. Hẳn là đã giết rất nhiều người, vì vậy hồn phách của cô đang dần dần trở nên đen kịt tràn đầy lệ khí. Sau khi bị Cố Phi Âm ăn, tuy rằng bề ngoài giống như không có gì ảnh hưởng, nhưng cô có thể cảm nhận được trên người Cố Phi Âm có hơi thở của con quỷ kia. Âm trầm, bên trong mang theo tà ác, so với trước kia thì còn đáng sợ hơn. Cô có chút lo lắng Cố Phi Âm bị ảnh hưởng, nếu như Cố Phi Âm biến thành ác quỷ chuyên ăn thịt người, chắc chắn đầu tiên là sẽ ăn cô. Cô Cô đã quan sát Cố Phi Âm rất lâu. Dáng nằm trong quan tài nhìn rất đáng sợ, nhưng lại cảm giác Cố Phi Âm có sự thích ý khó hiểu. "Ảo giác rồi, người nào lại đồng ý nằm trong quan tài lại còn nằm mỗi ngày? Cô ăn con quỷ kia không có việc gì chứ?" Cố Phi Âm chỉ cảm giác cả người đều ấm áp, nghe vậy không thèm nhấc mắt, miễn cưỡng hỏi, "Vấn đề gì?" Nữ quỷ áo đỏ trợn mắt, "Cô là người đấy, cô ăn một con quỷ thật sự không có vấn đề gì sao?" Cố Phi Âm chép chép miệng, "Chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi." Có vấn đề gì được chứ Trước kia cô đều ăn cơm như vậy Nhưng bây giờ là người Nếu ăn thịt người ư Xin thịt dê hôm qua ăn rất ngon Cảm giác không tệ Chỉ là bụng có chút không thoải mái Cô Phi âm nói Đúng là có chút vấn đề Tôi nghi tôi ăn bị đau bụng rồi Tôi muốn đi nhà vệ sinh Cô có thể trợ giúp tôi hay không Tôi sẽ về ngay Đây là lần thứ hai mà áo đến công viên trò chơi thành phố A chơi nhà ma Lần đầu tiên tới anh ta làm rơi điện thoại phải tìm người phụ trách nhà ma nhặt hộ, có thể nói là sự cố stream lớn nhất từ trước tới nay của anh ta. Sau khi trở về, anh ta càng nghĩ càng không cam lòng, bởi vì anh ta nghe nói có một người giả quỷ nằm trong quan tài, ở dưới tình huống anh ta có chuẩn bị, lại bị một con quỷ giả, dọa cho hồn vía lên mây chạy chối chết. Chuyện này quả thật là một chuyện vô cùng nhục nhã trong lịch sử của anh ta. Livestream mã áo to gan, vốn không được nhiều người thích, Trái lại bởi vì chuyện này có được một đám fan Tất nhiên tên tuổi mà áo to gan lại bị người ta đổi thành mà áo nhát gan Mấy ngày nay, chữ nhát gan là bình luận anh ta nhận được nhiều nhất khi livestream Vì vậy, cần lần này anh ta lại đây tự mình rửa sạch oan khuất Kỳ từng trong lòng anh vẫn có chút không vững Dù sao nữ quỷ lần trước cho anh ấn tượng quá sâu sắc Nhớ đến là cảm giác sau lưng mát lạnh Nhưng nếu nghĩ cô ấy cũng là người thì không đáng sợ như vậy nữa Lần này anh ta vẫn livestream, hơn nữa bởi vì có báo trước nên số người xem đã vượt quá 200.000, còn đang tiếp tục tăng lên. Mã Áo có chút không yên tâm, như này có tính là chữa lợn lành thành lợn què hay không? Anh ta tiến vào nhà ma, cũng không vội đi mở nắp quan tài, trái lại một đường đi vừa đi vừa nghĩ, nhìn chỗ này một chút, lại sợ chỗ kia một chút, thậm chí trên đường gặp vài con quỷ còn dừng lại nói chuyện chụp ảnh chung, kéo dài hứng thú của khán giả. Mà áo nhát gan, cậu kéo dài không đi có phải vẫn còn sợ hay không vậy? Tôi thấy đúng là như vậy rồi, không chừng còn chưa thoát ra từ cái ám ảnh lần trước nữa, nhất định là không dám đi. Ha <laughs> tôi đang nhớ đến cái dáng vẻ mà áo vứt điện thoại, sợ đến tè cả ra quần, bây giờ còn ở chỗ này tinh tướng, nhất định là sợ không dám đi qua. Vốn cho là vương giả, kết quả lại là thanh đồng. Đừng nhìn mã ca trên mặt cười hi hi, trong lòng nhất định là đang rất hoảng sợ. Nhìn những bình luận này làm mà áo trợn tròn mắt trong lòng thầm nghĩ đám gà này vẫn tưởng anh ta là mã áo lần trước đi vào mà không kịp ứng phó ư lần này anh ta đã sớm chuẩn bị tuyệt đối không thể bị khiếp sợ đúng lúc hứng thú của khán giả đã kéo đổ dài qua thì qua lần này nhìn xem anh ta lật ngược như thế nào qua chỗ rẽ trước mắt là có thể thấy cái quan tài kia hơn nữa lần này rõ ràng anh ta cảm thấy không bị ngột ngạt lạnh lẽo như lần trước quả nhiên là có chuẩn bị bầu không khí đặc biệt được tạo ra đã không thể ảnh hưởng đến anh ta nữa anh ta cười đắc ý nhấc chân đi tới Quan tài này không khác gì lần thứ nhất Biệt lập trong bóng tối Xung quanh có mấy chùm ánh sáng xanh sậm chiếu lên Có chút âm u Khủng bố Làm cho người ta không dám tới gần Nhìn thì có chút đáng sợ Nhưng cũng chỉ là cố ý tạo nên Không có gì mà phải sợ hết Nói xong mã áo cầm điện thoại hướng Về phía quan tài chụp ảnh Lúc này mới tiến thêm vài bước Đi tới trước quan tài Quan tài này cũng không đóng quá chặt dù sao bên trong vẫn có người nằm cần phải thở Cũng là cho những người nhát gan cơ hội không cần mở ra Vẫn có thể lén lút xem một chút Giờ khắc này để đạt được hiệu quả stream Mà áo tất nhiên cũng cúi đầu Nhìn xuyên qua ván quan tài Anh ta đã chuẩn bị tinh thần Bên trong sẽ có cô gái giả quỷ khi chất rất đáng sợ kia Một con ma nữ thôi Thế nhưng cô gái đó tóm lại không phải quỷ Vì vậy không cần sợ Nhưng lúc anh ta vừa nhìn Không phải ma nữ nhắm mắt Ngược lại đối mặt với sáu con mắt Con mắt trợn rất lớn Giống như là đang ứ máu Âm u tử khí Không chớp mắt nhìn anh ta Con ngươi còn xoay 360 độ Xoay vài vòng như đang hiếu kỳ Vừa nhìn thế này anh ta liền dựng cả tóc gáy Sợ đến tê dại cả da đầu Một người trong quan tài sao lại có đến sáu con mắt Ba người ư Không Ba người làm sao mà nằm xuống được Anh ta hét lên một tiếng Đột nhiên lui về sau Chân mềm nhũn ngã xuống đất lại nhìn quan tài Liền thấy vô số máu tươi từ quan tài thấm ra Máu đỏ tươi sền sệt Mùi máu tanh dày đặc phà vào mặt Cứu mạng, có quỷ Mã áo bỏ chạy, không dám quay đầu lại Trong phòng livestream Chỉ thấy mã áo tới gần liếc nhìn ván quan tài Sau đó anh ta sợ tới mức quỳ xuống Bỏ chạy không kịp nhận điện thoại rơi trên mặt đất Màn hình stream đen kịt Chỉ nghe âm thanh mã áo giết gào Kêu cứu mạng càng lúc càng xa Khu bình luận liền nổ tung <laughs> và mặt nhanh như gió lốc. ôi tôi cười chết mất. bá chủ rốt cuộc thấy được cái gì mà sợ tới mức đánh mất cả điện thoại di động cũng không biết vậy. tại sao tôi lại cười vui vẻ như vậy chứ? hơ các người đừng cười. mà áo trước kia live không ít nhà ma đáng sợ. còn đi thôn quỷ nổi tiếng ở một đêm. lúc chúng ta gào khóc kêu gọi cũng không thấy anh ta từng thất thố như vậy. không nói tôi cũng ngạc nhiên. trong qua tài này thật sự đáng sợ như vậy ư? lầu trên cộng một khiến tôi cũng muốn đi. Nhà ma này ở chỗ nào vậy? Giơ tay, tôi cũng muốn đi. Lẽ nào chỉ có tôi hiếu kỳ, bao giờ chủ bá mới nhận điện thoại về ư? Lúc này ba con quỷ trốn trong quan tài đang nhìn nhau gãi đầu, nữ quỷ áo đỏ. Chúng ta gây ra họa hay sao? Cô gái hàng xóm và bà, bà lão im lặng, bọn họ cũng chỉ hiếu kỳ người bên ngoài đang làm gì, liền trộm liếc mắt nhìn thôi sao? Chương 16 Có ma, có ma, nhà ma này của các người có ma. Mạ áo bị dọa đến sắp phát điên rồi Mặt hắn trắng bạch Trong mắt đầy kinh hoàng Không ngừng điên cuồng Gào thét lôi kéo nhân viên bên ngoài nhà ma Nếu như nhìn kỹ còn có thể phát hiện ra Hắn đang run rẩy, Hai chân không có sức Gần như đã không thể đứng thẳng được nữa Có lẽ dù thế nào Hắn cũng không ngờ mình lại nhìn thấy sáu con mắt ở trong quan tài kia sáu con mắt này như vật sống Lại như vật chết Cho hắn một cảm giác âm u tả ác không thể nói rõ được Cảm giác bị nhìn chằm chầm như vậy quá mãnh liệt như có ý thức, tuyệt đối không thể nào là ảnh chụp được. Vậy thì chỉ có thể là... Trong lòng hắn chợt căng thẳng, liều mạng nắm lấy người nhân viên của nhà ma và lắc mạnh. Thật mà, nhà ma của các người có ma, tôi vừa mới nhìn thấy xong. Nhân viên của nhà ma cười ôn hòa và vỗ vào vai hắn, trấn an. Được rồi, được rồi, tôi biết rồi, anh đừng kích động, mong anh hãy bình tĩnh lại. Anh xem, chỗ chúng tôi là nhà ma, trong nhà ma thì nhất định là phải có ma rồi. Nhưng mà đó đều là do nhân viên của chúng tôi giả trang thành thôi Mong anh đừng sợ Không, tôi nói là ma thật cơ mà Mã áo lớn tiếng nói Tôi nhìn thấy trong quan tài kia có tới 6 con mắt Thật đấy, tôi tận mắt nhìn thấy Chẳng lẽ các người có thể nhét được ba người vào trong quan tài hay sao Chắc chắn là không nhét được rồi Nhưng tôi đã nhìn thấy trong quan tài này thật sự có tới 6 con mắt Trong khe quan tài còn có máu chảy ra đầy đất Thật sự quá đáng sợ Sao anh nhìn tôi như vậy Anh không thấy quá quỷ dị hay sao Không tin thì anh tự xem đi được rồi, quý khách, tôi đã biết, tôi sẽ đi xem. Bây giờ tôi dẫn anh sang bên cạnh nghỉ ngơi một lát nhé. Có phải anh không tin tôi đúng không? Anh đang nói có lệ với tôi à? Tôi tin anh, nhưng tôi nghĩ bây giờ anh cần được nghỉ ngơi hơn. Mà áo ôm đầu, vào lúc hắn vô cùng tuyệt vọng thì thấy một đôi tình nhân hét lên và chạy từ trong nhà ma ra. Cô gái nhắm mắt trốn vào trong lòng cậu thanh niên. Mặt cậu thanh niên cũng tái nhợt, Hù hù, anh yêu nhà ma này thật đáng sợ ngoan đừng sợ đừng sợ có anh đây rồi những con ma kia quá đáng sợ có con có răng nanh có ác ma có cánh còn có kẻ ba tay bốn chân mã áo và nhân viên nhà ma liếc nhìn nhau mọi người mờ mịt khiếp sợ một người thản nhiên mỉm cười đôi tình nhân mới đi ra thì lại có một người đàn ông la hét và chạy từ trong nhà ma ra nhìn bộ dạng anh ta thì rõ ràng cũng bị dọa trên mặt đầy vẻ kinh hoàng sợ chết khiếp lên được trong miệng không ngừng la ma ma đấy có ma đấy cứu tôi với mã áo thấy vậy thì choáng váng cảm thấy cảnh tượng này rất quen mắt hình như mình đã từng nhìn thấy ở đâu rồi thì phải sau khi suy nghĩ cẩn thận lại mẹ ơi đó không phải là bộ dạng mình bối rối chạy thoát thân vừa rồi hay sao người nhân viên nhà ma mỉm cười nhìn mã áo thưa anh xin hỏi anh còn cần giúp gì nữa không anh ta đã nhìn thấy nhiều người khách như vậy rồi thậm chí bộ dạng khoa trương hơn mã áo cũng có có người chân tay mềm nhũn cũng không thể động đậy được là nhiều nhất Là hét trói tay, kêu khóc cũng không phải là số ít Có người còn buồn cười hơn Hỏi anh ta có phải trong quan tài thật sự có người chết hoặc là ma hay không Nếu không sao lại nhìn khủng khiếp như vậy Những người này cứ bắt anh ta phải nhiều lần xác nhận Trong quan tài là người giả trang Giống như nhận được đáp án này Mới làm cho bọn họ yên tâm được vậy Mà áo chỉ là một trong đám đông Cũng chẳng có gì lạ cả Ồ, điện thoại của tôi giờ ở bên trong rồi Được, Xin hỏi anh đánh rơi ở chỗ nào? Chứa quan tài. Quả nhiên là thế. Người nhân viên cũng không thấy bất ngờ. Được, mong anh chờ một lát. Còn không phải là nhận điện thoại hay sao? Anh ta thậm chí còn từng nhận được cả giày với bít tất rồi. Điện thoại chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Xung quanh còn có người đang cười. Phần lớn bọn họ mới từ trong nhà ma đi ra. Rõ ràng không ít người đã nhìn thấy bộ dạng vừa rồi của hắn. Mãi đến lúc này, mạ áo mới phát hiện vẫn có không ít người đang ngồi bên ngoài nhà ma. Trên mặt bọn họ vẫn còn chưa hết khiếp sợ Nhưng cũng đầy kích thích và hưng phấn Hình như còn nóng lòng muốn thử lại Mã áo cúi đầu Chẳng lẽ hắn nhìn lầm hay sao Không thể nào Hắn không phải là người mù Càng không mắc chứng bệnh hoang tưởng Gần như vậy làm sao có thể nhìn nhầm được Đương nhiên bất kể thế nào Hắn cũng không có can đảm quay lại một lần nữa Hắn không muốn trải qua cảnh tượng vừa rồi lần thứ hai đâu Lúc này hắn không tránh khỏi nghi ngờ chính mình Lẽ nào hắn thật sự là kẻ nhát gan à Không, Hắn không phải là người nhát gan Nhất định là do con ma này quá đáng sợ Đương nhiên lúc này hắn chỉ lo sợ Còn không biết các bình luận mã áo biến mất Tìm kiếm mã áo đang không ngừng xuất hiện Ở phòng livestream Vô số người nghe tin Lại thích xem náo nhiệt đều tràn vào phòng Số lượng khán giả đã trực tiếp tăng đến 500.000 Cho dù phòng livestream mờ tối mà hồ có vài ánh đèn màu xanh lét Còn có tiếng nhạc xa xôi vọng tới nhưng phòng livestream quá náo nhiệt nên bầu không khí đó cũng không thể khiến cho người ta khiếp sợ được mãi đến khi trong tiếng nhạc xa xôi vọng tới tiếng bước chân trong phòng livestream vốn đã yên tĩnh chỉ một âm thanh này cũng được phóng đại lên vô số lần ngay cả các bình luận cũng chợt im lặng một lát sau đó lại bắt đầu ầm ĩ tất cả đều đặt tiền cược đoán xem người quay lại là nhân viên của nhà ma hay là mã áo nhát gan của bọn họ đương nhiên cũng có người xối nước lạnh cũng có thể không phải hai người đó, chỉ là một người đi ngang qua thì sao? Nếu vậy thì quá đáng quá rồi, mà áo nhát gan của bọn họ không thể vứt bỏ phòng live stream lâu như vậy được. Mọi người đang náo nhiệt, tiếng bước chân lại càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại bên cạnh chiếc điện thoại. Cả phòng live stream cũng im lặng, trong chớp mắt tiếp theo, chỉ thấy trong màn ảnh tối tăm có một bóng trắng bay vào, rồi đứng lại và cúi đầu nhìn xuống bởi vì quá tối nên gương mặt cũng trở nên mơ hồ, chỉ còn lại sự mờ mịt và tái nhợt, mà đôi mắt đặc biệt rõ ràng, nhìn chăm chăm vào bọn họ không chớp mắt. Bởi vì quá tối nên nhìn không được rõ lắm, lại cho người ta cảm giác giống như bị vật gì kỳ quái để mắt tới, chỉ vừa nhìn thấy trong chớp mắt đã khiến người ta chợt căng thẳng, nổi da gà khắp người. Tôi ngất, người kia là ai vậy? Dù sao tôi cũng chắc chắn không phải là mã áo, cũng không phải là nhân viên của nhà ma. Không lẽ là ma à? Má ơi, thật là dọa người mà. Vừa rồi khi đột nhiên nhìn vào đôi mắt kia, tôi suýt nữa thì đái cả da quần. Tiểu Điềm Điềm là quản lý phòng livestream mà áo lớn mật, ban đầu cô còn đang cười streamer nhà mình quá nhát gan, nhưng bây giờ cô không cười được nữa, trái lại kinh hoàng nhìn bóng dáng kỳ lạ và đôi mắt không hề cảm xúc, nên có vẻ hơi u ám đáng sợ xuất hiện ở phòng livestream. Đột nhiên bóng dáng kia tới gần, rồi hình ảnh đang di chuyển, dường như điện thoại đã được nhặt lên. Bởi vì trong màn ảnh không còn là trần nhà tối tăm Cũng không phải là hai con mắt khủng khiếp nữa Mà là một cái quan tài Chính là cái quan tài đã hai lần dọa cho mẹ áo khiếp sợ Màn hình bắt đầu lay động Cái quan tài này cũng càng lúc càng gần Đây là muốn làm gì vậy? Toàn bộ phòng livestream đều yên lặng Tất cả mọi người chờ mắt nhìn cô mở nắp quan tài ra Cảnh trong nhà ma vốn đã rất khủng khiếp Lại thêm tiếng nhạc làm nên Thì càng đáng sợ hơn Khi mọi người ở đây đang nghi ngờ chỉ thấy cô gái xa lạ đột nhiên xuất hiện không nói câu nào đi tới và đứng ở trước quan tài trong nháy mắt trong các bình luận không ngừng a à, a à, oa oa mình ngất cô ta muốn làm gì sau đó vào lúc tất cả mọi người đang mờ mịt khiếp sợ màn ảnh nhất thời chuyển động bọn họ liền từ bên ngoài nhìn quan tài biến thành từ quan tài nhìn ra phía bên ngoài chậm rãi hạ thấp xuống lọt vào trong tầm mắt bọn họ là quan tài tối đen như mực chỉ có ánh sáng mờ tối xuyên vào nên nhìn không được rõ lắm đột nhiên dầm một tiếng nắp quan tài đóng lại trong màn ảnh cuối cùng chỉ còn lại bóng tối yên tĩnh yên tĩnh giống như chết chóc à cứu tôi với tôi cảm giác mình cũng nằm trong quan tài rồi có chuyện gì xảy ra vậy ôi tôi ngất tôi có thể nói mình bị dọa cho xóm ra quần rồi không phía trên anh xóm ra quần đã là cái quái gì chứ tôi còn nổi ra gà khắp người đây này mẹ hỏi vì sao tôi khóc tôi có thể nói là mình bị dọa không Tôi nhớ mã áo nhát gan quá Anh mau đón chúng tôi về đi Tiểu mã, tiểu mã Anh mau trở lại đi Tôi không muốn ở chỗ này nữa đâu Cứu tôi với Ai cứu tôi ra ngoài đi Cố phi âm sắp không nhớ nổi Mình đã nhận được điện thoại lần thứ mấy nữa Cô thật sự không hiểu Điện thoại đắt tiền như vậy Sao bọn họ có thể tùy tiện đánh rơi chứ Nếu là cô thì đã nâng ở trước ngực Đeo ở trên cổ Tuyệt đối không có chuyện rơi ra được đâu Không đúng Sao không thấy nữ quỷ áo đỏ thế nhỉ? Mình nhờ cô ấy làm hộ có một buổi mà thôi Thế này thì đúng là vô trách nhiệm quá Chương 17 Lúc mà áo lấy lại điện thoại Thì đã qua 30 phút Hắn còn nghĩ rằng kênh livestream đã bùng nổ Dù sao hắn cũng đã mất tích lâu như thế Ai biết những người đang theo dõi đó Sẽ làm ầm lên đến mức nào rồi chứ Đương nhiên so với kênh livestream Hắn càng sợ việc từ nay về sau Bản thân mình sẽ đi liền với cái mát Mà áo nhát gan Hắn đến đây lần này vốn là muốn chứng tỏ thực lực không ngờ cuối cùng kết quả lại ngược lại cầm chắc cái biệt hiệu quỷ nhát gan luôn chứ nhà ma này đúng là quỷ dị từ trước tới nay hắn chưa từng chịu thiệt ở bất cứ đâu không ngờ hôm nay lại thất bại lần thứ hai ở nơi này mà áo buồn bực cực kỳ chỉ ước thời gian có thể quay lại hắn thà rằng bị gắn cái mắc nhát gan cũng không muốn đến đây tìm mất mặt lần nữa kết quả khi cậu ta vừa cầm điện thoại lên màn hình comment đúng là rất nhộn nhịp chỉ là xu hướng cũng không tệ như hắn nghĩ huhu hù hù, mẹ ơi cuối cùng con cũng thoát được ra ngoài sợ chết thì được nói ra chắc mọi người không tin tôi vừa nằm trong quan tài một chuyến về á à, cuối cùng cũng ra ngoài rồi không khí ngoài này thật tốt lẽ nào chỉ có mình tôi tò mò người nằm trong đó là ai sao tìm phải cứng đến mức nào mới có thể yên lặng nằm im trong đó lâu như vậy chứ nơi đó tối om om cho dù không mắc hội chứng sợ không gian hẹp đi nữa thì cũng thấy sợ mà đúng thế thật là đáng sợ quá Dọa chết baby tôi rồi nè hu hu. Anh tiểu mã quá đáng thế Chỉ lo cho bản thân thôi à Lại không mau chóng lại trở lại cứu chúng ta Thật quá đáng, vô lương tâm Cái đồ phụ bạc Quá đáng cộng một, vô lương tâm cộng một Này là chuyện gì xảy ra vậy hả Mẹ áo nhìn mà hoa cả mắt Không ngờ lại không có ai mắng mỏ chửi bới hắn Chỉ có tiếng kêu khóc trách móc một chút Từng câu từng chữ toàn là may mắn Vì tìm được đường sống trong chỗ chết vậy Rồi nửa tiếng vừa nãy cái đám hóng líp này đã phải trải qua những cái gì vậy hả? Mà áo dùng mình, không hiểu sao hắn ta đột nhiên không hứng thú đi tìm hiểu chân tướng này nữa. Ngược lại với phía mã áo đang loạn cào cào, cào cả lên, cổ phi âm ven này lại vẫn như cũ, yên yên lặng lặng, hết sức có tinh thần trách nhiệm mà làm im trong quan tài. Mà đến khi cô tan làm, cô gái hàng xóm và bà lão quét rác mới từ từ đến. Hai con ma có vẻ không dám nhìn cô, tiếc là cố phi âm mãi nghĩ đến việc chặt cây lấy gỗ làm quan tài, không chú ý tới. Hơn nữa nơi này cách ngoại thành khá xa, muốn tới đó phải ngồi xe buýt rồi lại vòng qua núi nữa. Cây trong thành phố bây giờ đều được đánh số ghi chép lại hết rồi, thậm chí còn có cả camera theo dõi. Cô cũng không dám chặt lung tung, sợ bị coi thành lâm tạc rồi bị bắt giam luôn. Không dám sờ đến đống cây trong thành phố, cô chỉ có thể xách dao lên núi ngoại thành mà chặt. Trên núi nhiều cây, chặt một hai cây chắc cũng không bị phát hiện đâu nhỉ. Bởi vì muốn lên núi làm việc, lại toàn là việc, chân tay nặng nhọc, cố phi âm viết rõ cơ thể nhân loại này của cô yếu ớt thế nào thuồng vào dạng không ăn một bữa liền đói đến là cô không dám chậm trễ dẫn hai con ma đi đến cửa bệnh viện mua cơm hộp còn mua thêm hai chiếc bánh bao chuẩn bị buổi tối đói thì đem ra ăn tạm ông chủ cũng cực kỳ tốt bụng hôm nay lại thưởng cho cô một cái lì xì sáu tệ còn đặc biệt khen cô khiến nhân viên ưu tú là cô nhận được ánh mắt hâm mộ cùng khen tị của toàn bộ thành viên trong nhóm cứ cái đà này, lại sắp có quan tài để ngủ, cuộc sống trôi qua càng ngày càng tốt đẹp. Mãi đến khi cô ăn hết cơm hộp chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên nhìn thấy mấy chiếc xe cứu thương vọt tới. Đèn đỏ nhấp nháy liên tục, tiếng còi uy u uy u không dứt, khiến cô hoảng sợ đến muốn lập tức trốn sang ven đường. Trước kia cô cũng từng nhìn thấy xe cứu thương, có điều đều là một chiếc một. Hôm nay hai ba chiếc nối đuôi nhau tới, cực kỳ ít gặp. Nhìn một cái là đã biết xảy ra chuyện lớn. Cô đang ngẫm nghĩ một chút, lại thấy nữ quỷ áo đỏ từ trong bệnh viện bay ra Nữ quỷ áo đỏ nhẹ nhàng nhìn lướt qua cô gái hàng xóm Cùng bà lão quét rác một cái Hải còn mà cũng nhìn về phía cô Sau đó cả ba cùng rời mắt đi Trên khuôn mặt trắng bạch của cả ba Tự nhiên như thể chưa từng gặp qua đối phương Nữ quỷ áo đỏ giả vờ ho một cái nói <laughs> Các người định đi đâu thế Cô phi âm nói Lên núi đây Cô muốn đi cùng chúng tôi không Nữ quỷ áo đỏ à một tiếng lắc đầu nói Tôi không đi đâu Mấy người đi đi tôi còn muốn ở lại hóng chuyện. Hóng chuyện? Có chuyện gì thế? Cô không biết ư? Cô chẳng lẽ không nghe nói gì à? Cố phi âm mở mịt. Tôi không biết mà, nghe nói cái gì chứ? Mà nữ áo đỏ kích động nói. Cô thế mà lại không biết? Là tô địch đó, tô địch bị bắt cóc rồi. Cố phi âm quả nhiên bị dọa giật cả mình. Bắt cóc? Là ai thế? Là gan cũng to lắm nhá. Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm chẳng lẽ không nên là tô địch à? À, sao cô lại quên mất cố phi âm rất có khả năng ngay cả tô địch là ai cũng không biết cơ ha <laughs> nữ quỷ áo đỏ chừng ánh mắt hết thuốc chữa nhìn cố phi âm vài lần cô làm sao lại quên được cô gái này chính là một con ma nghèo nghèo tới mức ngay cả một sâu thịt dê xin nướng cũng phải để dành làm bữa khuya ăn vào còn bị đau bụng đến di động cũng không có đương nhiên cô cũng không hâm mộ idol gì cả mỗi ngày tự hỏi chính mình nhiều nhất chính là có muốn ăn khuya hay không cho dù đó cũng chỉ là một sâu thịt dê xiên nướng mà thôi nữ quỷ áo đỏ buông tay bắt cóc cũng chưa phải là chưa từng xảy ra con người bây giờ vì tiền cái gì mà chả dám làm cố phi âm cũng tán thành đúng thế thật tựa như cô vì tìm việc làm vì kiếm chút tiền tiêu đã phải bỏ ra bao nhiêu mồ hôi công sức nữ quỷ áo đỏ yêu sầu thở dài ai hiện giờ chuyện tô địch bị bắt cóc đang náo loạn cả lên Mấy người vừa nãy được đưa đến bệnh viện kia, chắc phải có đến 80% là fan của Tô Địch. Vừa nghe nói cậu bị bắt cóc đã bị kích động đến mức hôn mê, còn mấy người kia chắc là gặp phải tai nạn lao thông khi đi tới công ty của Tô Địch. Cướp bây giờ cũng thật giỏi, vì tiền mà ngay cả tính mạng cũng không cần, người nào cũng dám động tới. Nghe nói bọn cướp đưa ra yêu cầu đòi công ty toàn cầu, mang 5.000 vạn tệ đi trao đổi, nếu không liền giết con tin. Phan Tô Địch đã bắt đầu kêu gọi quyên góp tiền rồi. Cái gì? 5.000 vạn? Nhiều thế cơ á? Cô gặp đốt ngón tay tính tính một chút, chính mình phải nằm bao lâu mới có thể kiếm được 5.000 vạn. Lúc sau cô phát hiện, mình có tính thế nào cũng không ra, đầu óc xoắn cả lên, chắc nằm đến già cũng chưa đủ. Mới 5.000 vạn mà thôi, không nhiều lắm, tô địch tùy tiện nhận vài chương trình giải trí liền kiếm lại được thôi. Đây là loại người gì hả? Kiếm tiền lại đơn giản còn nhanh như chớp thế. Đương nhiên, hiện tại chỉ sợ bọn cướp sẽ làm gì hại đến Tô Địch. Hiện tại chuyện này đã ở Mỹ cả lên, cảnh sát tất cả đều được điều động. Bọn cướp nếu ra mắt cóc Tô Địch, chắc chắn đều là những kẻ muốn tiền không muốn mạng, giết người diệt khẩu cũng không phải không có khả năng. Nữ quỷ áo đỏ nói, mấy người tự đi đi, tôi sẽ không đi cùng đâu. Tôi còn muốn ở lại chứng kiến thời khắc lịch sử này. Nữ quỷ áo đỏ nói xong liền nhanh chóng biến mất, hẳn là đi hóng chuyện rồi. Cố phi âm mang theo hai con ma ngồi trên xe buýt đi ra ngoại thành Trong đầu vẫn còn tơ tưởng đến năm nghìn vạn kia Nhiều, thật là nhiều, thật là nhiều tiền đó Hơn nửa giờ sau, sắc trời đã dần tối Cố phi âm bọc áo bông xuống xe Gió lạnh vù vù thốc vào mặt Khiến cô lạnh đến mức run lẩy bẩy Cô lạnh không chịu nổi Còn hai con ma phía sau lại không hề bị ảnh hưởng Cả chân cũng không cần động một chút Cứ nhẹ nhẹ nhàng nhàng mà lướt Thoải mái vô cùng Làm cho cố phi âm hâm mộ gần chết vì chọn một gốc cây mà dù chặt đi cũng sẽ không bị người khác phát hiện Cổ phi âm chỉ có thể dẫn theo hai con ma đi sâu vào trong núi Cây trên núi vừa to vừa thẳng, rất thích hợp làm quan tài Có điều sắc trời u ám lại còn lạnh Trên mặt đất còn có nhiều chỗ tuyết động chưa tan hết Đi vài bước cô liền có chút đi không nổi Cô quay đầu lại, chỉ có thể nhờ cô gái hàng xóm cùng bà lão quét rác giúp đỡ Tuy có chút ngại ngùng, nhưng cô thật sự không đi nổi nữa rồi Có thể làm phiền hai người cõng tôi một đoạn không? Hai con ma chăm chú nhìn cô trong chốc lát, há hốc mồm, mắt trợn lên nhìn cô đầy vẻ khôi thường. Năm phút đồng hồ sau, cô phi âm nhẹ nhàng ghé trên lưng cô gái hàng xóm cảm kích mà nói, "Cảm ơn cô nha." Chương 18. Sắc trời dần tối, trong núi lại không có người ở, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy một mảnh sương khói trắng mờ hồ đầy áp lực. Mấy ngày nay thời tiết còn khá tốt, trời quang mây tạnh, cũng không còn âm u lạnh lẽo như trước. Lão Tứ sau khi đi nhà xế rửa tay thì tiện tay ôm một bó củi trở về. Tùy thời tiết tốt nhưng trong núi chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm vẫn rất lớn, lại không có máy sưởi, ban đêm có thể lạnh đến chết người. Cũng may là trong phòng còn dự trữ rất nhiều củi, bây giờ vừa đốt củi sưởi ấm, vừa làm vài cốc rượu mạnh, ăn vài miếng bò kho rắc ớt cay, hương vị kia tốt khỏi bàn. Lão Tứ ngâm nga một bài hát, ôm bó củi trở về, lại tưởng tượng tự nhiên mình có được 5.000 vạn, ý cười trên mặt càng nồng đậm. Nhưng mà hắn mới đi được vài bước Thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh mơ hồ từ cách không xa Âm thanh này làm hắn kinh hãi Ngọn núi tuyết này ngay cả động vật nhỏ như con mèo tìm chỗ trú đông cũng không có Ban ngày có rất ít người đặt chân tới đây Huống chi là buổi tối Nếu như thực sự có người Mặt hắn nghiêm trọng đi về hướng phát ra âm thanh Nhưng lại không tìm thấy gì cả Cũng không phát hiện ra có gì khả nghi hắn cố nán lại ngay cẩn thận nhưng ngay cả âm thanh bang bang lúc nãy cũng biến mất xung quanh yên tĩnh đến mức không nghe được tiếng gì kỳ lạ ngoài tiếng gió thổi xào sạc trên các tán cây giống như tất cả đều chỉ là ảo giác của hắn lão tứ gãi tóc có thể là hắn ta nghe nhầm cũng không nghĩ nhiều nữa mà ngâm nga câu hát đi về vừa về đến nhà hắn ta lập tức uống một ngụm rượu cơ thể lúc này mới ấm lên một chút xoa cằm nói đại béo tên ở trong phòng tỉnh lại chưa Người được gọi là đại béo kia đúng là vừa to béo vừa khỏe mạnh, cả người toàn là cơ bắp. Lúc này cậu ta đang ngồi trên ghế đá uống rượu hút thuốc, nghe vậy thì nói, mới xem qua, vẫn chưa tỉnh. Cơ thể của tên tiểu bạch kiểm này quá mức yếu ớt, thuộc mê của lão tam lại nặng quá, chẳng phải mấy tiếng nữa mới tỉnh. Vừa đúng lúc, tránh cho hắn ta tỉnh lại rồi náo loạn lên. Yên tâm đi, lão nhị trong trường đằng sau rồi, không xảy ra chuyện được đâu, đến đây làm chén chứ. Lão tứ vốn ham ăn lời làm, nếu không cũng sẽ không đi trên con đường này hắn ta lập tức ngồi xuống nhồm nhoàm uống rượu ăn thịt vẫn là đại béo nhắm uống ít thôi cho đến lúc xong việc uống cũng chưa muộn không khéo lại hỏng chuyện lão tứ thấy cũng có lý chờ tiền tới tay còn không phải muốn ăn thế nào cũng được hay sao đại béo uống hơi nhiều nên đứng dậy đi vào nhà xí cậu ta vừa cởi quần thì lại nghe được một âm thanh mơ hồ đại béo kích động giật mình vội kéo quần chạy ra ngoài cầm đèn pin soi khắp nơi nhưng lại chẳng thấy gì cả. Bên ngoài không một bóng người, nhưng vừa rồi rõ ràng cậu ta nghe thấy âm thanh như đang chặt thứ gì đó, cậu ta quát lớn, "Ai đấy? Ai đang ở bên ngoài? Còn không mau lăn ra đây cho tao." Trong rừng vẫn là một mảng im lìm, một lát sau vẫn không thấy ai, ngay cả tiếng bang bang kia cũng biến mất. Đừng thấy đại béo mập mạp vậy, nhưng thực ra cậu ta rất cẩn thận. Dù sao vẫn cảm thấy không thể vô duyên vô cớ lại có âm thanh kia không nhịn được đạp tuyết ra ngoài tìm ánh đèn pin lóe lên bỗng nhiên cậu ta nhìn thấy dưới một gốc cây đằng xa có một bóng người lơ lửng trong tư thế cực kỳ quỷ dị đó là một cái bóng màu đen cậu ta chỉ thấy rõ là bóng người hình như tóc rất dài là phụ nữ này cô là ai đứng lại ngay cái bóng đó không dừng lại chỉ hơi nghiêng đầu cậu ta thấy được nửa khuôn mặt trắng xanh toàn bộ bóng dáng lượn quanh gốc cây rồi nhanh chóng biến mất cậu vội đuổi theo, nhưng mà đến lúc đi đến gốc cây kia lại không thấy gì cả, hoàn toàn trống trải, đừng nói đến người phụ nữ nào. Cậu ta nghi hoặc, chẳng lẽ là mình nhìn lầm? Không thể nào. Đúng lúc này, cậu ta nhìn thấy gì đó dưới gốc cây, gương mặt thô sần của cậu ta đột nhiên hiện lên vẻ kinh hoàng, thập giọng chửi thề. Chán cậu ta đổ đầy mồ hôi lạnh, cuối cùng bất chấp tất cả điên cuồng chạy về. Lão tứ nghe thấy động tĩnh bên ngoài, bèn đi ra thì thấy đại béo chạy như điên, lập tức cảnh giác. Sao vậy? Có phải cảnh sát tới không? Đại béo thở gấp lắc đầu nói Không, không, không phải, không phải cảnh sát Vậy mày chạy cái gì? Đại béo trợn tròn mắt nhìn hắn ta Cơ thể cường tráng không ngừng run rẩy Không có dấu chân, trên mặt đất không có dấu chân Vừa rồi rõ ràng cậu ta thấy dưới kích cây đó có một cô gái đi qua Cậu ta sợ đối phương phát hiện bọn họ bắt người nên lén đi báo cảnh sát Cho nên lập tức đuổi theo nhưng mà lúc cậu ta đi qua đó thì phát hiện chỗ đó không chỉ không có người mà ngay cả dấu chân cũng không có ngoại trừ dấu chân của chính cậu ta thì không hề có dấu vết của người khác tuyết trong núi rơi dày như vậy có người đi qua sao lại có thể không để lại dấu vết gì chứ vừa rồi thứ mà cậu ta nhìn thấy là cái gì vậy cậu ta lau mặt mới phát hiện chán mình toàn là mồ hôi lạnh Vội đem những gì mình thấy nói cho lão tứ Lão tứ nghe xong cũng run lên Bởi vì trước đó hắn ta cũng nghe thấy tiếng bang bang đó Chỉ là hắn ta không đuổi theo Cũng không thấy cô gái kỳ quái nào Liệu có phải là người giả thần giả quỷ không? Không thể nào Mặt đất tuyết dày như thế làm gì có ai đi qua mà không để lại dấu chân chứ Hai người nhìn nhau không khỏi run lên Sống lưng lạnh toát Lão nhị nghe tiếng cũng đi ra Không nhịn được nói Chúng mày hoảng lên làm gì Còn muốn kiếm tiền không hả Bình tĩnh lại hết cho tao có tí việc đã sợ như vậy thì còn làm ăn được cái gì? Đại béo và lão tứ chỉ có thể đem chuyện vừa rồi kể lại cho lão nhị nghe. Càng nói càng hoảng sợ. Anh hai, em thấy trong ngọn núi này có hơi quỷ quái. Lão nhị chưa từng gặp qua đương nhiên sẽ không cảm thấy sợ. Tuy nhiên vẫn hơi trột dạ. Quỷ cái gì mà quỷ? Chắc chắn là mày nhìn nhầm rồi. Trên đời này làm gì có quỷ chứ? Hắn hừ lạnh một tiếng. Nếu thật sự có quỷ thì cũng phải tới tìm tao chứ. Mày không thấy tao sống vẫn tốt đấy à? đừng có thần hồn nát thần tính, còn muốn kiếm tiền không đây? 5.000 vạn là con số lớn, cần lấy được số tiền này, mỗi người bọn họ sẽ được chia hơn 1.000 vạn, đến lúc đó vượt biên trốn ra nước ngoài rồi thì sợ gì, không có những tháng ngày êm đẹp. Nói như vậy cũng đúng, tâm trạng nóng này vì quá sợ hãi của bọn họ, quả nhiên bình ổn hơn nhiều. Trên đời này không có ma quỷ, chắc chắn là bọn họ nhìn nhầm rồi. Lão nhị sợ hai tên ngu xuẩn này làm hỏng việc bèn nói, chúng mày ra canh trường đằng sau đi, đừng để nó chạy mất. Đằng trước cứ để tao lo Đại béo và lão tứ chỉ có thể ra đằng sau Để lại lão nhị ngồi trong phòng đằng trước Hắn ngồi trên ghế đá uống rượu Lại ăn thêm mấy miếng thịt heo tầm ớt Thật ra hắn cũng không yên tâm lắm Đại béo nói nhìn thấy người Nếu mà có người thật Sau đó phát hiện bọn họ Nghĩ vậy hắn liền không yên tâm Bỏ chén rượu xuống cầm đèn pin đi ra ngoài Hắn nhìn theo hướng mà lão tứ và đại béo nói Nhưng không nghe thấy tiếng bang bang kỳ lạ nào Cả bóng người cũng không có xem ra đúng là nhìn lầm rồi hắn yên lòng cầm đèn pin quay về nhưng vừa bước vào cửa thì đột nhiên đằng sau lại chuyển đến âm thanh kỳ quái không phải từ hướng lúc nãy hắn lắng tai nghe hình như là từ phía trước căn nhà âm thanh này giống hệt như lão tứ và đại béo mô tả như đang ra sức chém cái gì đó trong khi núi trống trải lại đột nhiên vang lên nên càng có cảm giác quỷ dị không đúng Rõ ràng đại béo và lão tứ nói tiếng này ở mặt sau ngôi nhà truyền đến cơ mà Sao lại chạy ra đằng trước rồi Tác giả có lời muốn nói Cô phi Quá xui xẻo Đổi mấy chỗ rồi mà vẫn bị phát hiện Cô gái hàng xóm Này cẩn thận đấy Chương 19 Lão nhị rất can đảm Cũng là người rất có chủ kiến Nhóm người của bọn họ phải dựa hắn ta Mới có thể gom lại thành nhóm Lúc này phát hiện ra điều bất thường Tất nhiên không thể bỏ qua được Bây giờ là thời khắc mấu chốt Làm sao có thể xem nhẹ được Ngay lập tức hắn ta cầm đèn pin trong tay Đi tới nơi phát ra tiếng động Hắn ta không tin trên đời này có quỷ Nếu như có quỷ Vì sao không thấy quỷ tới tìm hắn để báo thù Càng đến gần Tiếng bàng bàng kia càng trở nên rõ ràng hơn Giống như âm thanh của một chiếc diều Đang chậm một vật gì đó vọng lại vậy Lão nhị không tin ma quỷ Lạnh lùng cười một tiếng Hắn ta ngược lại muốn nhìn xem là ai đang giả thần giả quỷ Lúc hắn ta sắp tới gần Lại đột nhiên phát hiện tiếng động kia tự nhiên im bặt Trong lòng lão nhị cả kinh Đây là bị phát hiện rồi Lập tức quát lớn Là người nào đang ở trong đó Giả thân giả quỷ đừng giả bộ nữa Tôi đã nhìn thấy rồi Còn không máu đi ra ngoài cho tôi Hắn ta cầm đèn pin chiếu loạn xạ Ánh sáng đèn pin chiếu ra Nhưng một bóng dáng cũng không nhìn thấy Một trận gió lạnh thổi tới Thổi rơi lớp tuyết đọng trên cây rơi lên đỉnh đầu của hắn ta, lạnh đến mức hắn ta run lên lập cập. Lão nhị hừ mạnh một tiếng lớn tiếng quát, "Ra ngoài đi, đừng trốn nữa, tôi đã nhìn thấy rồi." Trong rừng yên tĩnh một hồi lâu, bóng cây lay động, giống như quái thú đang giương nanh múa vuốt. Ngay lúc lão nhị đang nghi hoặc, bỗng nhiên hắn ta thấy bóng dáng một cô gái đang trốn ở phía sau một thân cây. Hắn nhìn chăm chú, chỉ thấy cô gái kia nghiêng đầu, mái tóc dài vừa đen lại vừa thẳng, che đi nửa khuôn mặt của cô ấy mờ hồ có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt trắng xanh của cô. Ngay lúc này cơ thể vặn vẹo một cách quái dị, hai chân lắc lư trong không trung, đung đưa, đung đưa. Chân không chạm đất, thứ gì mà chân có thể không chạm đất? Đầu óc lão nhị giật mình, cực kỳ sợ hãi, chân mềm nhũn ra. Lúc trước dũng khí có nhiều đến mấy đi chăng nữa, thì lúc này đều hóa thành cho bụi, dồn dậy. Cô, 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 cô là ai? Tại, tại, tại sao cô lại ở đây? Cô gái kia cúi đầu xuống, một câu cũng không nói lão nhị ra vẻ bình tĩnh lại hét lên một tiếng cô rốt cuộc là đang làm gì dừng một chút lão nhị lại quát nói nhìn lên nếu không tôi báo cảnh sát tới bắt cô lại thấy cô gái quỷ dị kia cúi đầu xuống cuối cùng cũng mở miệng nói tiếng nói yếu ớt tôi rất lạnh nên tới đây xin một cây để làm cho mình một chiếc quan tài cô nghiêng mặt quái miệng hơi cong lộ ra một nụ cười quỷ dị đè lên cằm đôi mắt tràn đầy tử khí nhìn chằm chằm hắn gương mặt kỳ dị lộ ra một tia thành khẩn tôi thật sự rất lạnh rất lạnh tôi chỉ muốn là một chiếc quan tài rất 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 lạnh là làm quan tài à lão nhị hét lên một tiếng quả nhiên nhìn thấy thân cây ở bên cạnh có dấu vết bị chặt lung tung hắn kiên cường không nổi nữa xoay người bỏ chạy bởi vì chạy quá nhanh chân lại mềm nhũn bịch một tiếng hắn ngã nhào về phía trước sau đó sử dụng cả tay lẫn chân để bò dậy đến nỗi đèn pin rớt ở bên cạnh cũng không dám nhặt chạy về như điên hắn vọt trở về lão tứ đại béo giọng nói hắn ta khàn khàn hàm chứa sự sợ hãi giống như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ nghe thấy giọng nói đó trong lòng đại béo và lão tứ không khỏi ngạc nhiên chạy nhanh ra ngoài liền đụng phải lão nhị người đầy tuyết lại nhìn lão nhị chỉ thấy mặt của hắn ta tràn đầy sự hoảng sợ con người mở to không khỏi sợ hãi theo vội vàng hỏi làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ cảnh sát đã tìm tới nơi rồi sao nếu cảnh sát tới thì ba người con trai của bọn họ có lẽ đã gọi điện thông báo cho bọn họ rồi chứ quỷ có quỷ lão nhị run rẩy chỉ ra bên ngoài nói cô gái bên ngoài kia đại béo cả kinh anh cũng nhìn thấy là cô gái tóc dài đúng không chân của cô ấy không có chạm xuống đất cơ thể thì vặn vẹo đặc biệt kỳ quái lão nhị liên tục gật đầu, đại béo vỗ tay một cái nói: tôi đã nói, tôi sao có thể nhìn lâm được? tôi 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 vừa nhìn thấy chân của cô ta không có chạm đất, cô ta đang chặt cây, nói 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 rất lạnh, muốn làm cho mình một chiếc quan tài. người nào lại muốn đi làm cho mình một chiếc quan tài? lão tứ và đại béo vừa nghe lập tức nhớ tới âm thanh bang bang lúc kia, lúc ấy bọn họ không nghĩ tới là đang làm cái gì, nhưng giờ nghe lão nhị kể lại, hóa ra là chặt cây làm quan tài chỉ cảm thấy cả người đều nổi ra gà. Lão Tứ là người duy nhất chưa nhìn thấy cô gái đó, miễn cưỡng mỉm cười an ủi. Ấy, có phải hai người nhìn lầm rồi không? Căn bản không có cô gái nào. Lão Nhị và Đại Béo lập tức nói, không thể, tôi không thể nhìn lầm, cô gái đó rất đáng sợ. Ngay lúc bọn họ đang sợ hãi, âm thanh mơ hồ từ phía bên phải nhà bỗng nhiên vang lên. Ba người nhìn mặt nhau, đều nhìn thấy được sự sợ hãi thực sự từ sâu trong ánh mắt của đối phương. Lúc Tô Địch tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người lạnh băng cứng đờ, hai chân và hai tay đều bị trói chặt, căn bản không thể động đậy được. Bởi vì duy trì một tư thế trong thời gian dài mà cả người tê dần, động một chút là cảm thấy cả người đau giống như bị kim châm vậy. Tô Địch nhớ mình vừa tham gia xong một chương trình, lúc ấy chỉ uống một ly rượu vang. Sau khi kết thúc chương trình thì trợ lý đưa anh trở về. Nhưng mà anh hơi choáng váng, ký ức sau khi lên xe chỉ mơ hồ, giờ tỉnh lại thì đã ở một nơi xa lạ rồi. Có lẽ là anh đang nằm trên mặt đất, mặt đất cứng ngắc, không khí có mùi ẩm mốc, còn có thể ngửi thấy mùi đất. Mặc dù lúc này tâm trạng của Tô Địch cực kỳ sợ hãi, nhưng cuối cùng anh cũng giữ được bình tĩnh, không có kinh ngạc hét toáng lên. Ngược lại tiếp tục giả bộ bất tỉnh, lại nhân thể quan sát tình hình bây giờ. Bởi vì anh hiểu rõ, nếu lúc này mình hét toáng lên chỉ bại lộ trước mặt người khác làm tăng thêm sự đề phòng mà thôi. Bây giờ anh chỉ biết một điều duy nhất là mình bị bắt cóc rồi. Cơ thể tôi địch cứng nhắc, âm thầm quan sát xung quanh. Sau đó anh kinh hoàng phát hiện có tới ba người canh giữ. Lúc này ba người đang ngồi canh giữ bên cửa sổ, bộ dạng toàn thân đề phòng, hầu như không phát ra một âm thanh nào. Nếu không phải một trong những người đó thấp giọng nói một câu gì đó, anh nghe không rõ lắm. Nếu không thì anh cũng sẽ không phát hiện có ba người đang ngồi bên cửa sổ. Anh không khỏi có chút tuyệt vọng. Những người này có phần quá cảnh giác rồi. Anh không dám động, chỉ có thể nhẹ nhàng cử động cổ tay. Chỉ tiếc bị trói rất chặt. Anh chỉ nhẹ nhàng động một chút, liền bị xiết đến đau nhói. Tạm thời anh chỉ có thể từ bỏ, cũng không dám làm ra quá nhiều động tác. Tô định cố gắng hết sức duy trì sự thanh tỉnh, nhưng mà cái lạnh thấu xương đã làm cho ý thức của anh dần tan rã. Đầu anh bắt đầu mê man, cực kỳ khó chịu. Hình như anh nghe thấy một âm thanh kỳ quái. Đây là đang làm gì? Anh nghĩ không ra, chỉ là âm thanh này vẫn luôn quanh quẩn ở bên tai, làm thế nào cũng không biến mất. Lông anh cho rằng mình sắp ngất lần nữa, đột nhiên có người thấp giọng nói. Âm thanh kia sao lại dừng lại rồi? Cô ấy có phải... À, tới rồi, tới rồi. Tô Địch lập tức tỉnh táo lại. Tới rồi, cái gì tới rồi? chủ mưu bắt cóc anh hay sao anh còn đang hoài nghi thì nghe thấy có một giọng nói thô lỗ đang run rẩy nói T tới rồi cô ấy tới rồi cô ấy thực sự tới rồi giọng nói lúc trước làm sao đây anh hai nếu không chúng ta mau chạy đi lão nhị cắn răng quát để cho lão tử bình tĩnh trước tiên xem sao đã rồi lại nói sau lúc này lão nhị lão tứ và đại béo ba người đều trốn ở phía dưới cửa sổ lén lút nhìn phía sân Lúc này chỉ thấy một cô gái tóc dài đang ló đầu tới, một màu u ám. Cô vặn vẹo một tư thế kỳ quái, từng bước từng bước tới gần. Hai chân cô đong đưa, đong đưa, giống như là đang đi, nhưng lại không đi. Bởi vì chân của cô không chạm đất, cơ thể cô bay lơ lửng trong không trung cách bọn họ càng ngày càng gần. Cô gái tóc dài kia cũng bay lơ lửng, khuôn mặt trắng xanh cũng cực kỳ âm trầm khủng bố. Lão nhị chỉ cảm thấy Hai hàm răng mình run lên Không nói nên lời Lão tứ và đại béo thì nắm lấy đối phương Dùng sức bấm vào trong thịt của đối phương Đột nhiên Tiếng gõ cửa vang lên bốn lần Rồi dừng lại không gõ nữa Lão nhị sợ tới mức toàn thân căng thẳng Bất chấp đôi mắt đầy tơ máu trường thật lớn Tôi nghe người ta nói Quỷ gõ cửa chính là gõ bốn lần Hết tập 3 có vẻ như là ba kẻ bắt cóc này đã bị cố phi âm cùng với đồng bạn của cô là cô gái hàng xóm và bà lão quét rác dọa cho sợ mất mặt rồi. Liệu là cố phi âm có cứu được thần tượng tô địch này ra khỏi tay ba kẻ bắt cóc hay không? Và chuyện gì sẽ diễn ra? Mời các bạn đón nghe tập 4 sẽ rõ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.